Trước đây khi tôi nghiên cứu, tôi đọc tài liệu tiếng Việt là chủ yếu. Nhưng mà sau khi tôi tham khảo các bài nghiên cứu của bạn tôi thì có rất nhiều thông tin thú vị này, kiến thức chuyên sâu. Và tôi hỏi ở đâu thì các bạn gửi link cho tôi bằng link tiếng Anh. Tôi chịu, tôi không đọc được. Và sau khi một thời gian sau tôi biết đến eJoy, tôi đã tìm hiểu. Thì việc nghiên cứu tài liệu, việc tìm từ của tôi trở nên dễ dàng. Và tôi cảm thấy là một thời gian dài tôi đã không biết tiếng Anh nhiều. Nên là các tài liệu của thầy cô và bạn bè gửi tôi đều bỏ qua hết. Và sau khi tôi biết đến eJoy thì việc nghiên cứu tiếng Anh của tôi, nghiên cứu tài liệu tiếng Anh và nghiên cứu các thông tin, tôi đã nắm được khoảng 60-70%. Và việc nghiên cứu từ thì rất là dễ dàng. Previously, I never thought I could need to use a solution because my English proficiency was quite commendable. However, upon studying abroad, I soon realized a considerable difficulty in learning English and keeping up with their lecture pace. eJoy has been an invaluable aid, providing me with immense assistance. I am really appreciative with the expediency and convenience.